Bây giờ đã xong nhau ngon ăn. Món gì? Hả? Đi ra xong xem có ăn gì ăn đi. Này. Dầu ghê. Phết. Thôi đi, đi. Thôi đi, đủ rồi. Đợi chị chút, hái bông này. Hái mấy bông đi. Hai xin chào tất cả các bạn. Hai xin chào tất cả mọi người. Vừa rồi các bạn đã thấy mình với em trai đã đi bắt được kha khá là ốc rồi. Thì hôm nay em trai mình lại bảo là lúng món ốc lướng. Thì là bây giờ hai chị em mình sẽ về làm ốc. Các bạn cùng đón xem nhé. Bây giờ em sẽ đi kiếm củi đi để lướng, còn chị sẽ đi sơ chế ốc. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế ốc nha các bạn. Em chắt củi đi, tí nữa con lướng để chị đi tẩm ướp. Con lò đang chứ. Trong lúc chờ đợi em mình chắt củi thì mình sẽ tẩm ướp ốc cho ngấm các bạn nhé. Trước tiên là mình sẽ cho ốc vào trước. Sau đó mình sẽ cho một ít muối. Ít mì chính. Và bột ớt nhé các bạn. Mình sẽ xóc đều lên để cho ra vị ngấm.
ra hái chị mấy tàu lá phai. Chú vịt. Chú vịt. Em vừa mới nhặt được 4 quả trứng vịt. Ôi. Thôi. Bây mang cái lưới luôn. Nhưng mà phải đi đắp đất đã. Ừ, đắp đất đi. Sao lưới. Như bạn vừa thấy em trai mình đi hái lá khoai mà nhặt được 4 quả trứng. Thì trong lúc chờ đợi thì mình đang vót cây tre này để mình sẽ xiên vào ốc để lưới nha các bạn. Dễ này. Chất củi đi. Bây giờ mình sẽ làm nước chấm nhé. Mình đã nhờ em trai mình lướng hộ rồi. Nước chấm thì mình cũng đơn giản thôi. Mình sẽ cho muối. Mì chính các bạn nhé. Và ớt. Mình sẽ giã lên. Mình thấy lướng đã vàng rồi, chín rồi các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức hai chị em mình nhá. Đi cạn đi. Em trai mình sẽ bỏ trứng, còn mình sẽ rắc ít vừng người lên để cho ăn ngon hơn nhá các bạn. Mời bây giờ mọi người cùng thưởng thức hai chị em mình nhá. Mình cảm nhận được là ốc bùi ngọt, ăn quyện với nước chấm với vừng cực kỳ rất ngon các bạn ạ.